giải phóng nơi thị trấn bà ngoại tôi cư ngụ có một hộ họ vương chồng đã mất sớm chỉ còn cô nhi quả phụ nương nhau mà sống nếm trải nhiều cơ cực gian nan cư dân quanh đó thường giúp đỡ cho họ sau khi giải phóng rồi nhà vương quả phụ được xếp vào loại bần hàng lý lịch tốt con trai được nhận vào làm cho nhà nước địa vị thăng cao rồi chàng cưới vợ bà có dâu cuộc sống họ thay đổi cực tốt Vương Bần Phụ bây giờ thành thân phận quyền quý, là mẹ của con trai có chức cao, nhưng bà lại thuộc hạng tiểu nhân, hễ đắc thế nhất thời thì đâm ra hống hách, coi người chẳng ra chi. Bà sống theo kiểu mục hạ vô nhân, thẳng thừng ngoảnh mặt quay lưng với láng giềng xưa kia đã hết lòng giúp đỡ mẹ con bà. Trong mắt bà hiện giờ chỉ có cán bộ và công xã, đối với láng giềng chung quanh, bà rẻ rúng coi khinh, thấy ai cũng chướng mắt. Do bà không biết tạo phúc tích đức Nên chẳng bao lâu thì con trai lăn ra chết Nàng dâu cũng dội vàng cải giá Vì vợ chồng họ trước đây không có con Bỏ bà ở lại một mình Sống tiếp tháng ngày cô khổ linh đinh Lúc hơn 70 thì bà mắc bệnh Nằm liệt trên giường Có ông A là láng giềng đến thăm Cho bà thức ăn Bà không còn thái độ kiêu ngạo như ngày trước Biến thành lễ phép nhũng nhặn Bà chết rồi, ngay cả quan tài cũng không có. Láng giềng dùng chiếu đắp cho, dùi thay bà xuống đất. Xem như chuỗi ngày cuối đời của bà kết thúc trong thê thảm, lạnh lẽo. Nhưng đúng ra chẳng phải bà nghèo tới không có quan tài chôn. Người tạo ra thảm cảnh này chính là ông láng giềng thân tính. Chính ông A đã tạo ra bi kịch, chết không quách chôn cho bà. Nguyên là hồi sinh tiền, bà Vương rất tín nhiệm ông A nên trước lúc Lâm chung đã ký thác số tiền 300 đồng là của cải mình từng tích lũy, giao cho ông A nhờ mua quan tài, lo hậu sự giúp bà. Nhưng vào thời buổi đó, 300 đồng là số tiền cực lớn, khiến ông A bị tối mắt. Vì tâm tham nổi lên, ông đã âm thầm nuốt gọn số tiền to đó. Ông A làm vậy là quá tán tận lương tâm. Kết quả ông A cũng chẳng được hưởng phúc dài lâu gia đình bỗng suy sụp lụng bại ông có hai con trai nhưng một đứa thì bị quả xa tông gãy chân cả đời tàn phế còn một đứa thì bị chết yểu láng giềng chung quanh đều nói ông a bị báo ứng lời bình tuy vương phụ hống hách kiêu ngạo cũng chẳng phải là nguyên nhân khiến con trai yểu mệnh nhưng người được phú quý mà không huân bồi lòng nhân không lưu tâm tích thiện tạo phúc lại sống vô ơn bạc nghĩa thì khó hưởng phúc dài lâu cũng không thể tìm ra người sống thực lòng với mình được nữa. Còn ông A, ngay cả tiền mua quan tài cho người chết cũng dám tham chiếm, nuốt trọn. Dù hồn bà Vương không theo ám, thì thiên lý cũng khó dung. Do ông A dám làm việc xấu này, nên đã chiêu cảm quả xấu khiến gia đình lụng bại. 50 năm sau mới báo thù Đây là phó chủ nhiệm tự thuật câu chuyện đã xảy ra cho phụ thân của ông. Ông phó tính rất nghiêm cẩn, là người không hề nói giọng ngữ. Ông kể phụ thân mình, năm 70 tuổi, bị bệnh nghẽn mạch máu não. Qua trị liệu thấy hồi phục rồi. Sau đó, chị ông rước thân phụ về nhà chăm sóc. Thì đột nhiên bệnh lại tái phát. Dùng thuốc chi cũng không hiệu quả bệnh ngày càng nặng thân nhân thấy có điểm quái lạ bè đi hỏi một vị trí tuệ cao và được biết là có một con rắn đến tìm phụ thân họ để báo thù vì ban sơ có hai người đồng giết con rắn này con rắn đã báo thù một người rồi giờ thì đến lượt phụ thân của họ sau này nhờ vị trí tuệ đó hòa giải con rắn mới chịu đi Bệnh phụ thân ông phó mới hồi phục. Khi phụ thân lành bệnh rồi, thân nhân mới tra hỏi việc này, thấy ông ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nhớ ra bèn kể. Năm 17 tuổi, ông cùng người bạn trong làng cùng đập và giết một con rắn. Người kia đã chết mấy năm trước rồi. Ông không ngờ mình chỉ giết một con rắn thôi lại bị hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vì chuyện xảy ra đã lâu lắm, tính đến giờ có hơn 50 năm rồi. Ai mà biết là con rắn này vẫn bộc bề truy đuổi ông. Đủ thấy tâm hận thù của nó rất mãnh liệt. Nhưng chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí con rắn thì sẽ hiểu. Hơn 50 năm nay, nó mang thân vong linh nếm trải nhiều thống khổ mà vô phương giải thoát nếu đổi lại là chúng ta sẽ phải làm thế nào tất nhiên là thù hận phải ôm sâu biết chuyện này rồi tôi sợ đến nỗi ốc toát mồ hôi lạnh vì hồi nhỏ tôi cùng chúng bạn có đập chết một con rắn rồi đem đi thiêu tối hôm đó khi tôi ngủ còn mơ thấy một ổ đầy rắn sợ đến muốn xỉu. Sau đó tôi còn đập chết một con rắn nữa. Giết một con thì phải thường một mạng, mà tôi giết khá nhiều lần. Bây giờ tôi đã hiểu ra, cảm thấy có hai điều cần làm ngay: một, phải phóng sinh thật nhiều để chuộc lỗi và tụng kinh cầu cho những chúng sinh bị tôi giết. Hai phải nỗ lực tu hành cho đạt đạo rồi sau hoàn phục ta bà cứu độ các quan thân trái chủ giúp họ giải thoát an vui liên hoa diệu âm Trần Đại Gia ông Trần là người thông minh tài giỏi tướng mạo tuấn tú con nhà phú quý tính tình phóng khoáng ăn nói rất có duyên thu hút lúc ông làm việc người ta cả tháng mới bán được một hai sản phẩm còn ông thì hàng ngày có thể bán tới 7-8 bộ sản phẩm Ông rất có tài chào hàng Là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh Thế nhưng ông lại có một tật xấu Là rất ưa chuyện mây mưa trăng gió Thường tìm kỹ nữ mua vui Ông kể đã truy hoang với rất nhiều cô Tôi là đồng nghiệp Thường cố gắng thuyết Phật Pháp khuyên can ông Tôi nói người có phúc lộc nhiều Mà đắm mình vào bao gái ăn chơi Sẽ làm suy phúc còn người có phúc lộc mỏng ắt sẽ bị giảm thọ Nhờ làm việc chung Ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên Nên đối với nữ sắc có lưu tâm kiềm chế Sau này ông dời đến nơi khác Cùng bạn bè hùng hạp mở tiệm Giao du toàn những người hiếu sắc Ăn chơi Nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đọa phóng túng Ông còn khoe là Bạn bè luôn khuyên nên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn Do vậy mà các bé gái mới 12-13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại. Tôi nghe xong rất buồn, dội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng hành vi này không phải là việc xả xuôi giúp phát tài hay tăng đại may mắn mà chỉ càng quỷ hoại phúc lộc quyền và khiến bản thân ông đoản thọ, tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này. Nhưng ông vẫn cuồng tính không nghe, hăm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ. Sau đó khoảng chừng 2-3 tháng, ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao mười mấy mét rồi té xuống, não dập nát bét, chết thảm đến kinh hồn. Phụng Tây Ngô Cá câu người Có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện, nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám, vừa đã khám xong nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuống quýt hứa về phía viện trưởng báo cáo. Có người bị mắc xương cá nơi yết hầu đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho. Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi hô hấp đang ngừng thân thể vẫn còn ấm sắc mặt tái nhợt hiền vẽ đau đớn và sợ hãi tột độ theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi mặc dù người bệnh đã chết nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử sau đó bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng anh thanh niên bị mắc xương cá chết tên là thịnh sáng sớm hôm nay cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá do đêm qua mưa lớn đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước cá tôm có đầy nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm thịnh bắt được một con cá giết núi lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to trong lòng quá mừng bèn bước vội tới bắt cá chép lúc này tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể bu nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra, nhưng đã quá muộn. Cá mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo ra không được. Loài cá giết núi này nhỏ nhắn, và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan, thân mập, dài khoảng 2-3 thốn, vậy nó màu hoàng kim, sáng lấp lánh, nhưng rất cứng và sắc. Nếu vuốt theo chiều thuận, thì mình nó trơn, nhưng kéo ngược lại, thì vẫy sẽ thành những mốc câu ghim chặt. Vì vậy, khi thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các mốc câu này phát huy đài tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai. Nó có thể rời nước bò lên trút đỉnh núi. Vì vậy mới gọi nó là cá chiếc núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn. Con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu. Nuốt không được, nhổ không ra. Muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh vội vạch miệng thịnh để đem cá ra nhưng vô phương đành dương mắt nhìn thịnh thống khổ co giật một người bạn vội kêu xe taxi tới chở thịnh vào bệnh viện cấp cứu nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở lúc này y viện đang phẫu thuật bác sĩ rạch cổ thịnh lấy ra con cá giết núi nó vẫn chưa chết y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện hớm thịnh nói nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ. Người hãy xuống ao nước để lánh đi nha. Còn thi thể của Thịnh thì người nhà lãnh đem về. Thịnh bị mắc cá sống chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết bảy ngày thì đem thiêu. Thịnh chết trẻ bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho Thịnh, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa thực sự quá bất ngờ và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông thông ba của thịnh cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như thế và do nuốt nhổ không xong vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong giống y chang kiểu chết của thịnh đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh bởi vì hôm đó gần tối mới cứ hành lễ hỏa táng thân hữu đều đến dự ông thông ba của thịnh muốn chuẩn bị tiệc đãi khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá để tiện bắt cá tôm trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi lúc đó cá lớn cá nhỏ bị dồn ép chen nhau quẩy đạp không ngừng cứ dùng rọ mà chụp bắt nó ông vừa bắt cá vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh. Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ, thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc. Nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai, đã chui thẳng vào yết hầu, trụ tại đó Không thèm đi tiếp nữa Ông thông được người bồng lên bờ mương Lúc này hai mắt đã trợn trắng Trên đường đưa đến bệnh viện Thì ông tắt thở Đây thật là chuyện lạ có một không hai Nên được đồn vang khắp toàn thôn Toàn huyện Rồi toàn tỉnh Y viện trong một tuần ngắn ngủi Đã phải xử lý tình huống tử vong Của hai cha con ông thông Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu vì vậy viện trưởng đến nhà tang quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong bảy ngày lại bị cá sống hại chết té ra gia đình ông thông tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây hãy rảnh vụ mùa thì bắt cá nuôi cá làm nghề phụ nếp nhà nhờ đây mà giàu có ông thông bắt cá phơi khô đem bán nghĩa là khi bắt cá còn sống Ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó. Mỗi que đâm từ 5 đến 10 con. Ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng. Mỗi sâu cá được treo nơi khung tre, chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến thịnh là bốn đời, chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm ý khẩu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn. Thủ đoạn tàn dẫn, thảm đến chẳng nở nhìn, ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh, người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần Chứa nên treo nhân ác. Bệnh của Văn Lai Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan, bác sĩ viện trưởng Kim Thường Vụ Chuyên Khoa, Kim Cầm dao Mổ. Lần nọ, viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ, khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện. Viện trưởng nói, Từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Cười bị bệnh kỳ lạ đó trong vòng ba năm thì bị mổ hết năm lần và mỗi lần nghiêm trọng hơn cuối cùng thì ngay cả tay chân đều phải bị cưa bỏ biến thành người tàn tật còn một tay một chân vì bệnh lạ này tên là văn lai một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tai làm bị thương ngón út mới đầu đến bệnh viện chỉ rịch thuốc cầm máu cho là không có việc gì nhưng nửa tháng sau nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong, chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại chín ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển chu ngoạn. Thật không may, lại bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau, chân phát viêm, sưng đau lại đến y viện chụp x quang thì phát hiện độc lan tế xương phải khắc bỏ ngón chân út để được an toàn thời gian chưa được một năm ngón tay út và chân út đồng phát viêm sưng đau văn lai lại đến y viện xin khám chụp x quang ôi không được rồi lần này độc có khả năng hình thành ung bú cần khắc bỏ bàn tay và bàn chân đi người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật văn lai gặp bất hạnh nhiều người đều xôn xao bàn tán nó quá lạ kỳ thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến nguyên là một ngày nọ con trai của người quen thế phát làm tu sĩ văn lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia bởi vì lễ thế phát ở thái lan thường cử hành lúc 4 năm giờ sáng cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng bốn năm mươi người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên bình văn lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị khưa của văn lai mà cắn cho một phát. Văn lai đau quá, hét to và trên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán họ nói chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn chứng minh người đó chỉ là một cái thay không có linh hồn cho nên con chuột mới dám cắn họ mọi người bàn tán ôm um trời khiến văn lai thêm hoảng kinh bất an anh thầm nghĩ có lẽ mình không còn sống lâu nữa mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp hơn nữa ở chỗ hai vết thương bị gưa nơi tay và chân cứ âm ỉ ngứa đau mãi thế là văn lai bèn tới y viện khám bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói không xong rồi phim chụp kết quan hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương giống như lần trước ung bú đã lây lan rất xa nếu không cắt cánh tay và ông chân thì không được vậy là lại phải cắt bỏ Tai tính từ khủy cánh tay trở xuống và chân cắt từ đầu gối trở xuống trong vòng ba năm chỉ mình văn lai thôi mà bác sĩ phải khai đau động thủ đến năm lần bác sĩ viện trưởng người đứng mổ cho bệnh nhân nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch thân thế văn lai và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau văn lai 43 tuổi, làm nghề nông, kim công dân xây dựng. Bình thường, tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt, thích ăn các loài rùa, ba ba, vân vân. Văn Lai nghe người ta nói, nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba, thì suốt đời không bị phong thấp, hay bình thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm, bổ dương. Vì vậy, mà anh thường ăn ba ba xào ớt. Phối hợp với một bình rượu trắng, Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng điện. Suốt hai mươi năm nay, anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm, Văn Lai ra chợ, mua một cụ ba ba to khủng. Nặng tới mười mấy ký, anh mừng như bắt được vàng. Cụ quý hiếm này, tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được. Phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản thế là văn lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu cắt ba ba ra ăn dần bởi vì rùa và ba ba có loài tuổi thọ cao giỏi chịu đựng nên sống rất lâu khó mà chết ngay được nếu như nhốt nó không cho ăn thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là Nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt, thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế, con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng, thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm sẽ bị ác báo, nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị khắc, cư ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là tòa lầu giải trí. Năm 1936, khi quân Nhật chưa chiếm lĩnh các thành phố lớn trong nước, chúng thường cho phi cơ quanh tạc Nam Kinh, khiến mọi người khắp nơi đều kinh hoàng. Ngày nọ, một ông lão hơn 60 dẫn thằng bé khoảng 8-9 tuổi đi bộ đến Thắng Kỳ Lầu. Đây là khu giải trí của dân thành phố đương thời. Nghĩa là khi rảnh rỗi, mọi người có thể vào đây đọc sách, chơi cờ, ngâm thơ, ca hát, tùy ý. Vì trong đây có đủ trò giải trí Ông lão dẫn thằng bé lên lầu xem đánh cờ Bỗng dưng thằng cháu sống chết gì cũng không chịu đi theo Còn khóc to kéo tay ông lại nằng nặc đòi về Ông lão thương cháu nên đành chiều ý nó Đi khỏi khu giải trí chừng 300 mét Ông mới hỏi cháu vì sao mà khóc Thằng bé tỏ vẻ sợ hãi hét lên Ông hãy chạy mau đi Những người ở đó đều không có đầu Toàn thân bê bết máu Làm con sợ chết được có vui gì đâu mà vào đó Ông không nhìn thấy hay sao Hai ông cháu còn đang trò chuyện Thì từ trên không Một phi cơ nhật bay tới Lượng vòng quanh và hướng tòa thắng kỳ lầu dội bom Lập tức người trong đó đều tử nạn Chỉ có mười mấy người ở gần tòa lầu là thoát nạn Ông lão cảm thán buộc miệng Không ngờ thằng cháu đã cứu mạng mình Tin tức này đương thời được đăng lên Nhật báo Đông Nam, toàn Nam Kinh đều biết. Việc này chứng minh trẻ con nguyên thần thuần chánh, nhãn quan có thể nhìn thấy trước những điều linh dị sắp xảy ra. Tỉnh An Huy, Phố Tuyên Châu, Trấn Tôn Phụ, Lão Nhân Đinh Tiết Ghi Thiên thần hộ người trì giới Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe, luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly vi tai nạn? Trong kinh quán đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y tam bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hàng hà sa số quyến thuộc. Thảy đều ủng hộ người tu trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Dì Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thấy nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ. Sợ khi kiểm tra, sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thởm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ, Té ra trên đề này Còn có Phật Pháp Là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh Không những khéo chữa trị thân tâm Mà còn làm lợi ích cho chúng sinh Từ đó Dì Trần bắt đầu học Phật Ăn chay, Sám hối nghiệp chướng Bắt đầu tụng niệm, Lễ bái In kinh Phóng sinh Hành trình như vậy nhiều năm Thân thể dì ngày càng khỏe lại vì tu theo Pháp Phật Đến năm thứ hai Thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ Chiều đó Dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên Vừa đi đến khúc quanh Thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp Tông thẳng vào dì trần Kỳ quái Là xe tông vào dì rồi Thì nó dồi ngược Bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét Rồi ầm một tiếng Cả xe lẫn người gây tai nạn Rơi thẳng xuống cái hồ đối diện Ở phía bên trái Đứa cháu gái hoảng hốt, vội nói. Trời ơi, gì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà. Không, không sao hết. Dì Trần mỉm cười đáp. Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông gì mạnh, tới mức mà nó bật ngược, răng xuống hồ mà. Thôi, để cô đưa gì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đường lúc hai dì cháu đang nói, thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nổ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, Y đã hấp tấp, chỉ vào mặt dì Trần quát. Trời ơi, cái bà già này, lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy? Đám đông bu quanh, cũng giao nhau, nhau lên tiếng trách mắng người đạp trời xe trời ơi. ông ta ơi, đúng rồi. bị la đến nỗi cứng họng hết nói đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ phù lôi cái xe lên mọi người vội khuyên dì trần trời ơi dì phải đi bệnh viện khám ngay chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh khám giúp cho an tâm đề phòng rủi ro mà thế là dì trần đến bệnh viện kiểm tra kết quả ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra còn lại đều bình thường không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuật lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt trắng ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói, con nghĩ là nhờ dì trì giới nghiêm nhặt lại tỉnh tiếng tu theo pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà Hộ Pháp đến giúp vì quá giải tai nạn. Đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho gì không bị thương đó. Quy lực Phật Pháp, quả không thể chỉ tưởng. Người trì giới chuẩn bực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tin tấn tu học Phật, mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân Thậm chí, những ác nghiệp tạo từ vô thị kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn hoặc tội nặng trả nhẹ khi lãnh quả báo hay tai ương phải hiểu là mình đang giải túc nghiệp quá khứ trong kinh kim Cang có câu những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo nhờ đời này bị khinh chê diễm tuyết lần đầu tôi gặp diễm tuyết trong pháp hội thủy lục tổ chức tại chùa lúc đó cô đứng sau lưng tôi do người đông tôi bị chen lấn xô va vào diễm tuyết sau đó khi biết cô có thai đã mấy tháng tôi liền tìm chỗ cho cô ngồi nghỉ xong buổi lễ diễm tuyết đối với tôi cực kỳ tin tưởng cô buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình diễm tuyết nói rằng mình 28 tuổi, kết hôn đã 2 năm. Hồi mới cưới, anh Trương chồng cô rất quan tâm yêu thương vợ, lăn xăng chăm sóc đủ điều, khiến Diễm Tuyết vô cùng vui sướng, dệt đầy mộng đẹp về tương lai. Nhưng tiếc thay, hạnh phúc thường không kéo dài, chẳng bao lâu. Mái ấm êm đềm đầy đã bị sự xuất hiện của người thứ ba là dịp tiểu thư phá vỡ mới đầu anh trương chỉ lén lăng nhăng qua điện thoại dù có tình cờ đọc phải tin nhắn của cô diệp diễm tuyết vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra nhưng sau đó thấy chồng đi làm hay la cà ở ngoài đêm cũng không về ngủ lòng diễm tuyết rất bất an nhưng cô vẫn đinh đinh là có lẽ do chồng mình quá bận việc nên không rảnh để quan tâm đến mình Cô không dám nghĩ đến điều rủi ro, bởi lúc này cô đã có tai. Một ngày mùa đông, cô tình cờ phát hiện mối giao du bất thường giữa chồng mình và tiểu thư Diệp. Bao hy vọng của Diễm Tuyết ngay đây tan vỡ. Sự thật còn phủ phàng hơn khi chồng cô ngang nhiên thừa nhận tình yêu dành cho cô họ Diệp đó. Còn nói là họ đã sống chung với nhau. Đối diện với sự phản bội của chồng, Diễm Tuyết cực kỳ thất vọng, tim như bị xé nát, phẫn độ đến tận cùng. Thế là cuộc gây cãi nổ ra, nhưng hai bên chưa nhắc gì đến ly hôn. Diễm Tuyết thống khổ trăm chiều, muốn tâm được an ổn giải thoát, cô bèn tìm đến Phật pháp và siêng đăng tham dự các lễ hội trong chùa. Cô hy vọng nhờ Phật lực gia trì, giúp cô vơi bớt niềm đau. Nhìn Diễm Tuyết thân đang mang thai, nghẹn ngào kể lễ, khóc không thành tiếng, trong lòng tôi đầy thương xót, cảm thông. Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô, không gừng vỗ về an ủi. Thật ra, nguyên nhân thống khổ này bắt nguồn từ câu chuyện kiếp trước do chính cô tạo ra vào niên đại năm 1930, trong giới quý tộc giàu sang ưa ăn chơi tại Thượng Hải, có một nhà kinh doanh trẻ tuổi họ Kỳ rất nổi tiếng. Trong một buổi dạ yến, anh Kỳ quen cô vợ của một đại gia họ Trần, hiền thuộc, quý phái. Tuy Kỳ đã có vợ con đùm đề, nhưng nét mỹ miều của trường phu nhân đã khiến cho trái tim anh rung động đắm say. Thế là họ kỳ nghĩ cách phải chinh phục giai nhân cho bằng được. Do vậy, mà cứ năm ba hôm, anh lại đến Trần Gia, biếu tặng nhiều trang sức đắt giá. Cuối cùng, Trần Phu Nhân trẻ tuổi cũng bị cưa đổ và ngã vào vòng tay họ kỳ. Khi ông Trần hay được chuyện này, đất trời như sụp dưới chân, vì danh dự gia tộc, nên ông ráng nén giận, dẫn dịnh nuốt hết cay đắng vào lòng. Kể từ đó trở đi, ông Trần chỉ biết mượn rượu giải sầu. Suốt ngày say sưa, tự cam đọa lạc. Vì vậy mà gia nghiệp mau chóng rùi tàn, lụn bại. Phận anh Kỳ và bà Trần, do tính khí không hợp, nên thường xuyên bớt quà. Cuối cùng, họ cũng chia tay. Cả hai gia đình đều lâm vào cảnh, thê ly tử tán kết thúc trong bi thảm. An Kỳ hào hoa bay bướm kiếp xưa, giờ chính là diễn tuyết. Còn Trần Phu Nhân chuyển sinh thành anh Trương, chồng diễn tuyết khi giờ. Riêng Trần Tiên Sinh, người chồng đau khổ bị phụ tình, đây chính là cô Diệp, giờ đang xuất hiện trong vai người thứ ba, xen vào, phá tan mái ấm của diễn tuyết, đã lại nỗi đau bị đoạt người phối gẫu trong kiếp xa xưa lại cho địch thủ đời này mối quan hệ vận hành theo luật nhân quả trả vay đã khiến ba người gặp lại nhau khác chăng là giới tính đã thay đổi nhưng do những ác nghiệp đã tạo thuở xa xưa mà người trong cuộc phải nếm lại mùi vị thống khổ từ bi kịch hôn nhân này tôi bảo diễm tuyết bạn đừng nên khởi tâm hận quán chồng nữa bởi trong quá khứ bạn từng đoạt vợ người nên kiếp này mới nếm cảnh phụ phàng bị người giật lại đã bước vào đường học Phật thì phải tin sâu vào nhân quả, bạn nên sám hối tội nghiệp đã tạo kiếp trước của mình. Hãy tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chồng và cô dịp để chuộc lỗi xa xưa. Nếu bạn chịu thành tâm sám hối, tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thì tương lai đời bạn sẽ hạnh phúc. Diễm Tuyết mắt đầy lệ, mỉm cười gật gật đầu. Sau này, khi gặp lại Diễm Tuyết tôi giận không ra vì trong cô trẻ đi rất nhiều mặt bày hồng hào cười rạng rỡ rất dễ dàng nhận thấy cô đã đạt được giải thoát an vui nhờ cư sĩ chân binh ngôi nhà nhỏ hai tầng lầu của cư sĩ chân binh vừa khánh thành trong tiếng pháo nổ giòn tan vợ chồng chân binh hân hoan dìu cha mẹ già tám mươi tuổi vào nhà mới chiều hôm đó họ đãi tiệc nhỏ gồm trà nước hoa quả bánh trái cho các láng giềng thân thuộc đến chúc mừng tân gia tòa kiến trúc hai tầng của họ là ngôi nhà lầu đầu tiên trong thôn nên được mọi người đặc biệt chú ý nhất là cách đây ba năm gia đình họ còn thuộc hạng nghèo nhất trong làng nghèo đến cái bếp cũng không có bếp của họ được vừng bằng hai manh chiếu rách với bốn cọc cây chống đỡ mưa xuống là cái hỏa lò được tạo hình bằng ba viên gạch bẻ bị ướt nhẹp cả nhà họ trên có phụ mẫu dưới có bốn con gánh nặng gia đình trút vào vai nàng dâu vợ của chân binh vậy thì chân binh ở đâu đi đâu mà trốn trách nhiệm vậy chuyện này phải kể từ lúc chính phủ bắt đầu cải cách lúc đó chân binh đem ruộng đất giao cho người nhà quản còn bản thân thì làm giám đốc công ty bao bì mới đầu trùi làm quần quật nhưng anh cũng gánh vác được sau đó vì muốn kiếm thêm tiền làm ăn lớn nên anh hướng ngân hàng vay hai mươi vạn thấy cơ sở của anh có thể ăn nên làm ra ngân hàng bèn chấp nhận cho vay có tiền trần bình bèn tìm bạn hợp tác không lâu thì bị những người gọi là bạn chí thân này phản họ cưỡng trọn gói tiền trốn mất lúc này chừng mình khó bề trụ vững bị ngân hàng đòi nợ tòa án gửi trát đến tận nhà chừng mình cùng đường vô kể khả thi chỉ còn nước là đánh bài chuồng vội chạy đến lương tựa người bạn thân là đan lương ở huyện h lúc này đan lương đang định đến thành phố t để tìm tôi vì biết tôi đang bái một vị cao tăng ở đó làm thầy tất nhiên Đan Lương không bỏ qua chuyên lành này, bèn dẫn theo anh bạn giám đốc Sa Cơ đang trao đao hồn phách là chân binh theo cùng. Nhờ tôi đưa họ đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp luôn. Duyên số đúng là không thể nghĩ, chân binh do bị bạn phản ôm hết tiền trốn mất, nhờ vậy mà trở thành đệ tử hòa thượng Diệu Pháp. Khi về đến nhà Đan Lương, chân binh không dám trú tại đây vì nghe tin viện kiểm sát đang phái người đến để tìm và dò la hành tung của mình. Thế là anh đành phải náo thân tại một vùng đất hẻo lánh, ngủ trong chòi hoang, trong coi địa khu này. đan lương mỗi ngày thăm nuôi một lần, do ở đây không có người vãng lai nên đặc biệt thanh tịnh, yên tĩnh. Chân mình ở đây suốt tám tháng rồng. Tám tháng này, trừ ngủ nghỉ và ngồi thiền ra, anh lo học thuộc và chuyên tụng chú Lăng Nghiêm, sống giống hệt như cảnh người xuất gia, bế quan nhập thức, lo ăn chay niệm phật tụng chú lăng nghiêm dưới sự hướng dẫn theo dõi của hòa thượng diệu pháp tối đến không có đèn điện kể cả đèn dầu cũng không thấp lúc anh tập ngồi xếp bằng do đã hơn bốn mươi tuổi lại thêm chân to bụng bự nên tập khoanh đùi rất khó khăn do chẳng làm được nên rất phiền não một đêm đó anh đang vất vả tập ngồi xếp bằng bỗng thấy một hòa thượng mập mạp ngồi đối diện với anh dạy anh cách tĩnh tọa làm sao và bảo người quá mập có thể tập ngồi giống như ta nè thế là anh bắt chước làm y theo hòa thượng mập đem đùi phải đặt ở trên và đùi trái khoanh lại ở dưới hai tay ướp xuống buông thả tự nhiên trên hai đùi hai mắt khép nhẹ ôi bóng đêm đã biến thành bầu trời xanh lam chung quanh mênh mông im vắng không một âm thanh mình đang ở đâu đây sao không nhìn thấy thân thể của mình đâu nữa nhưng mình vẫn còn tư tưởng không lẽ mình đã chết rồi trong lòng có chút căng thẳng chân mình vội mở mắt ra trời đã mờ bờ sáng anh thấy rõ ràng mình vẫn đang còn ngồi nhưng hòa thượng mập thì chẳng thấy đâu cả chân mình ngó xuống kiểm lại Thấy chân mình vẫn xếp bằng hệt, giống như tư thế Hòa Thượng Mập đã chỉ dạy. À, mình không có mơ, vậy sao trời đã sáng? Đúng là trời tối không lâu, thì mình bắt đầu ngồi tỉnh tọa. Sau đó, có ông Hòa Thượng Mập đến dạy mình ngồi. Chỉ mới một chút thôi mà, nhưng giờ trời đã sáng rồi. Không lẽ, mình ngồi suốt cả đêm à? Nhưng tinh thần mình rất tỉnh táo, rất tốt mà sáng hôm đó chân bình suy nghĩ miên man thắc mắc mãi cho tới khi đan lương đem cơm đến anh hấp tấp kể lại câu chuyện đêm qua đan lương nói dùng này không có hòa thượng nào giống như anh ta cả trưa hôm sau đan lương đem cơm đến còn mang theo các hình phật cho chân bình xem Chân Minh vừa nhìn liền nhận ra ảnh vị phật ngồi nơi hàng đầu reo lên đúng rồi tướng mạo giống y như hòa thượng này nè Đêm qua ổng đã dạy mình ngồi Y hạnh như vậy đó Đàn lương bảo chân binh Vị này là Bồ Tát Di Lặc Sẽ là Phật trong tương lai Cho nên còn gọi là Phật Di Lặc Anh tu công phu không nhỏ Cho nên mới có thể cảm nhận được Phật Di Lặc đến dạy như thế Trong tương lai Nhất định anh sẽ thành tựu đó Chân Minh sực nhớ đêm qua Phật Di Lặc kêu mình là Hằng Vân Còn nói đó là Pháp Danh Anh hỏi bạn vậy pháp danh là sao? đan lương giải thích pháp danh là tên đặt cho đệ tử quy y phật. cũng có lẽ đời trước anh từng là người xuất gia, vì anh tỉnh tọa rất giỏi mà <laughs> sớm muộn gì rồi sẽ có ngày anh hiểu rõ hết thôi. một tháng sau đó trương bình mỗi khi tỉnh tọa thấy xuất hiện đủ cảnh giới trong đây không thể ghi kỹ nhưng anh không hề chấp trước tự cao luôn nhớ rõ kinh lăng nghiêm đã dạy nếu cho mình chứng thánh ác sẽ lạc tà mạng tám tháng đang lương báo tin hiện có một giám đốc công ty vận tải cần tuyển một người có thể trường kỳ trú ở sân tây đảm nhận công tác phân phối thang. lương mỗi tháng một ngàn thế là chân minh tức tốc đi dần việc một ngàn này đối với anh bà nói đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh là dịp may cho người gặp nạn vì anh có thể dùng để phụ giúp gia đình. Trần Minh vốn là một người con đại hiếu. Tám tháng nay, anh chưa hề hiếu kính song thân được một xu nào. Nếu như chẳng phải hòa thượng diều Pháp khuyên anh, vạn duyên buông hết, dốc tâm học thuộc chú Lăng Nghiêm, thì trong lòng anh vẫn còn đầy ưu tư phiền muộn. Chớp mắt, đã ba năm trôi qua. Suốt ba năm này, Trần Minh cộng tác điều đặn, cứ cách ba bốn ngày anh lo điều xe kiểm tra máy móc tải hàng đến chủ nhận phí vận chuyển chỉ cần than có chất lượng tốt là đủ rồi ngoài ăn ngày ba bữa ra thời gian rảnh còn lại anh toàn ngồi kiểu di lạc và luôn tụng nhuần nhuyễn chú lăng nghiêm hòa thượng nhiều pháp buộc anh bình thường mỗi ngày phải tụng bốn năm mươi biến tối đến anh tĩnh tọa mỗi lần ngồi mấy tiếng ngày nọ người chủ báo tin cho chân minh hay là giữa ông và hãng xưởng phát sinh mâu thuẫn nên bên họ chẳng kêu ông chở hàng nữa và bảo chân minh hãy đi đến xưởng tính sổ sau đó hợp đồng làm ăn giữa họ kết thúc nào ngờ khi chủ xưởng gặp chân minh ông ta ngỏ ý muốn làm việc cùng anh và mời anh tiếp tục cung ứng hàng cho xưởng chân minh vội kể bản thân mình không có vốn nhưng chủ xưởng nói chỉ cần anh bảo đảm chất lượng thang thì mỗi tháng họ sẽ trả lương cho anh. Thực lòng, Trần Minh rất muốn hợp tác bởi xưởng cần người tin cậy để làm ăn, họ lại tính nhiệm anh. Trần Minh dù không có chút vốn, song lại có thể bắt tay làm việc rất suôn sẻ với người, không phải ai hành nghề này cũng gặp mai như anh. Do Trần Minh tốt tính, thật thà, anh siêng năng làm việc, nhưng phó thác tất cả cho công phu tu trì và sự gia hộ của chư Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm từng thuyết, Mười vương như lai, tùy theo tâm chú này, khéo ở mười phương cứu độ các khổ, nên các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù, điếc, câm, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thình khổ, các nạn tai lớn nhỏ, đối khác bừng cùng. Nhờ niệm kinh này mà tiêu tan, Mười vương như lai luôn hộ vệ người tu trì, Khiến họ trong tứ uy nghi, Được mọi sự cung ứng như ý. Thời gian trôi qua, Khi chân binh có được chi phiếu hai mươi vạn, Thì anh liền đến ngân hàng, Ngõ ý xin trả nợ. Nhân viên ngân hàng cảm kích, Mời anh dùng nước, Xúc động nói, Số tiền lớn anh dây, Chúng tôi cứ ngỡ đã mất trắng nào ngờ anh còn tìm tới giao trả thật cảm ơn quá. chân Minh thưa. hiện giờ tôi chỉ có thể hoàn vốn, còn phần lãi tức thì sẽ trả sao? Tôi không thể để quốc gia bị thiệt thòi. Xin ngân hàng hãy gia hạn thư thả cho tôi thêm một thời gian nữa. Nhân viên ngân hàng vội nói: Ồ, à, oh, được được mà. Trần Minh từ lúc Quy Y hòa thượng diệu Pháp rồi thì vợ con và cha mẹ anh cũng đều ăn chay niệm Phật theo. Xưa nay giữa mẹ chồng và nàng dâu quan hệ không tốt, nhờ đây mà được cải thiện rất nhiều. Vợ chân binh tâm sự với tôi. Từ khi hiểu Phật Pháp rồi, những lúc mẹ chồng làm tôi nổi giận, thì tôi không còn cự cãi với bà nữa, mà âm thầm đạp xe ra đồng, lặng ngắm gió dờn sóng lúa. Những bực bội trong lòng cũng theo đó tiêu tan. Mỗi lần chân minh từ sơn Tây gọi điện về, anh luôn nhắc tôi phải nhớ niệm Phật siêng năng, còn kể là anh dụng công tu trì rất miên mật. Vợ chân binh nói tiếp. Từ hồi biết tu niệm, dù đạp xe hay công tác ký kỳ có làm gì thì trong tâm tôi lúc nào cũng niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Hễ tan diệt về nhà, đi trên đường tôi vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xung quanh không có ai, thì tôi còn niệm lớn lên. Trong lòng thiệt là an tĩnh sướng khoái. Về nhà ăn cơm, cũng không còn bưng chén ra ngoài tán gẫu với hàng xóm nữa. Bởi vì ăn xong, tôi vẫn phải niệm Phật. Luôn cảm thấy không đủ thời gian tu niệm, nên chẳng còn nói chuyện tào lao. Nhiều người thấy nhà tôi ngày một phát, xúm nhau hỏi chúng tôi làm gì mà từ nghèo biến thành giàu vậy. Tôi nghĩ không ra, bèn nói nhờ Phật Pháp đó. Vợ chân binh kể, Hiện nay người bắt chước tu niệm theo chúng tôi ngày càng nhiều, bởi vì nửa năm trước, trong thôn có một người bị chứng si ngốc, dông giữa xác tối ngày cứ làm mầm nói bậy, quậy phá. Tôi bèn dẫn con trai đến xem thử. Lúc vừa bước vào sân, thì nghe y ở trong phòng đang hét to. Hai mẹ con vừa vào cửa, thì thái độ bệnh nhân lập tức thay đổi y trở nên rất hiền lành, thật thà, cứ ngó chăm chăm vào hai mẹ con tôi. Có người hỏi y, sao không ghi gỗ làm ầm ĩ quyên náo nữa vậy? Y bảo, hai người này vừa bước vào toàn thân phủ đầy ánh kim quang gia trì của chư Bồ Tát, nên tôi không dám quậy phá. Con trai chân Minh bảo, Vậy vong hãy rời khỏi đây đi nha. Vong dân nói, Chưa được các vị dạy, chúng tôi đâu dám đi thế là con chân Minh liền bảo vậy bạn hãy niệm nam mô a di đà phật nha vong nhân học thuộc một câu này xong liền nói vậy thì tôi có thể đi đầu thai được rồi vừa dứt câu thì người bệnh gã xuống bất tỉnh giống như ngủ người nhà khiêng lên giường ngủ sau một giấc thì hôm sau bệnh nhân tỉnh dậy việc trước đó họ không nhớ chút gì tinh thần trở lại bình thường. Việc này đã đồn lan khắp toàn thôn, người ta bảo nhau rằng ma quỷ sợ người ăn chay niệm Phật. Thế là họ rần rần kéo đến tìm vợ của chân binh, sớm nhau học cách niệm Phật ăn chay. Những lúc vụ mùa rảnh, tổ kiến và nhà ở có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thịnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng thế chồng ưa thì vợ không chịu hoặc ngược lại hay con thích thì cha mẹ không đồng ý chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục lên ngũ đại sơn bái Phật thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười dịu dàng hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ư chọc phá tụ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <laughs> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến. Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay. Có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ tạo dựng nên còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn Mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế Mà không ngăn cấm Khuyên dạy chúng Nuôi mà không dạy Là lỗi của cha mẹ Các con phải biết nhân quả báo ứng Như bóng theo hình Nếu các con sớm sám hối Tạo phúc Xuyên năng tụng kinh Hồi hướng công đức cho hàng ngàn Hàng vạn con kiến Đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai hiểu rõ chưa hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong xúc động ăn năn sám hối thưa sư phụ đệ tử đã biết lỗi mặc dù quy y nhiều năm cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm phật như vậy là đủ rồi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy sau khi chúng con về Cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm thiện niệm và ác niệm thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh vì vạn pháp do tâm tạo chúng ta tu hành cần phải kiểm soát tu trong từng cử tâm động niệm quản lý tâm mình cho tốt nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo số bệnh tất được cải đổi nhà phật thường nói khởi một niềm thiện cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, xuyên tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo, đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta, nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa. Dẫn dục tinh tiến Để vượt qua thử thách Dưới đây Là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi Hy vọng mọi người xem xong Được lợi ích Tiểu vận Là thằng em họ kém tôi 7 tuổi Tính hết sức ngang ngược Bướng lì Dì dưỡng tôi rất cưng chịu nó Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng Nhưng họ đi vắng Chỉ có một mình tiểu vận Trong nhà tôi vừa bước vào nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính bớt đắc dĩ tôi phải chơi cùng nó một lúc do tôi ít chơi game nên rất mau thua làm ảnh hưởng xấu đến số điểm khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách sao chị chơi tệ quá vậy nhìn khí thế hung hăng của em tôi lấy giọng chị nghiêm nghị quở nó em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả Bình thường nể gì dưỡng, nên chị luôn nhường nhịn. Hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh chưa? vào mông nó một trận. Đó, chưa? Tiểu vận bị tôi đánh, 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 đánh khóc ầm lên, vừa khóc, vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết. Tôi khuyên ngăn vô ích. Ngay lúc đó, dì dưỡng tôi về. Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, vì dường Phật ý Hỏi với giọng đầy trách móc Vậy là sao Trời Vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả Chẳng đợi tôi giải thích Tiểu vận vừa khóc vừa gào lên Là chị Hồng làm, làm hết đó Chị vừa đánh con Vừa quăng đồ á không những làm 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 con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn ba ơi mẹ ơi chị chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng á khẩu cũng chẳng biết làm sao để giải thích vì dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận. Thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa, bưng mặt khóc, còn dường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu giận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuấn tú, giờ đã biến thành cái đần đồn ngớ ngẩn, lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt, còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dựng tôi bớt đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Còn đi rồi, thì qua ngày sau, tiểu dựng đột nhiên toàn thân co giật, đến bệnh viện khám á bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não chỉ có thể điều trị từ từ không còn cách nào tốt hơn phải làm sao bây giờ đây chứ chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang, hồi hướng công đức cho tiểu vận. Kỳ tích xảy ra. Ba ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. "Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi, miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu vận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi, nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha." hôm ấy dì đã mắng quan con, con hãy tha lỗi cho dì nghe. tối nay con có rảnh không? mời con đến ăn cơm với dì nha con. thế là bồi việc tốt đẹp, an ổn hài hòa. điều này làm tôi xúc động sâu sắc. nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật pháp sám hối hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn nhục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy, mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tù nơi nhẫn. Dần đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình. Nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự, hoặc hơn cả tiểu vận, mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả. Tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người, tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác, hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật, đã từng chứng thánh nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại, Rất khó coi, Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, Tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, Ông đã cười nhạo, Chê rằng, Sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ, Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, Do lỗi xúc phạm thánh dân, Mà xa di đó, Năm trăm đời, Miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ, Cho đến kiếp cuối cùng này, Dù đã chứng A-la-hán rồi, vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vô oan, đổ lỗi cho hiền nhân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình, giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc, họa nằm nơi đầu lưới đầu lưới